Có không? Hình như là có không? Có nghe không? Nghe con nói không? Con nghe con nói không? À, nghe rồi, quên rồi. Nghe rồi. À, ông có nghe thầy nói không? Ông nghe thầy nói không? Thầy nói lại nhé. Thầy lại nói bên tai, thầy nói bên tai. Thầy quyết lòng, thầy nói với bác Thiền là quyết lòng niệm Phật nha, từ bác Thiền nha. Đây, rõ ràng nói lớn như vậy đây. Quyết lòng vãng sanh nha. Ngày hôm nay vãng sanh, bác Thiền Hiền có đi không? Đi luôn. Vô lượng kiếp qua, bác Thiền Hiền ơi, vô lượng kiếp qua không gặp cái cơ hội may mắn như bây giờ. Đồ thách có vui không? Vui quá chứ. Chư vị thấy cái hiện tượng bản thân nó ở trước mắt chư vị thấy không? Bác Thiền Hiền này mà nếu mà không gặp được cái câu A Di Đà Phật hát đó ha, thì bây giờ đây bác Thiền Hiền cũng ngồi như vậy, cũng đau như vậy, cũng bệnh như vậy mà không đi bản thân được. Mà trong đời này cụ Thiền Hiền cũng đau cũng bệnh vậy mà được có Liên Hương phải không? Ở bên cạnh rồi, ai nữa đâu rồi? Con gái đâu? Ai nữa đâu? Ai rồi? Cô chị gái kia phải không? Quyết lòng hộ niệm cho cụ. Bạn đồng tu ở đây đâu rồi? Cô quyết lòng giơ tay lên là hộ niệm cho cụ bản thân năm cụ. À gì mà chư vị ơi, Đức A Di Đà nói mà cụ Thiền Hiền chỉ cần niệm Phật, quyết lòng niệm Phật, tin tưởng đàng hoàng, đến lúc mà buông bó thân ra đi mà cụ niệm có một tiếng A Di Đà Phật nguyện vãng sanh, cụ cũng được vãng sanh. Nếu mà cụ không được vãng sanh thì A Di Đà Phật thề không thành Phật. Cho nên cụ Thiền Hiền quyết chí nguyện vãng sanh nha cụ nha. Đại chư vị thấy có hay không? Một chút xíu như vậy mà vô lượng kiếp qua không làm được, mà ta bị cứ dập dờn trong những cảnh khổ. Hôm nay cụ Thiền Hiền cũng như vậy mà chỉ cần phát tâm tin tưởng, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Các cụ ơi, Phật A Di Đà là phát cái đại thệ là người nào niệm danh hiệu Ngài cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho niệm 10 niệm thôi rồi buông bó thân ra đi mà Ngài không đưa mình về Tây Phương Cực Lạc, Ngài không thành Phật. Cụ Thiền Hiền đã quyết chí vãng sanh đúng không cụ? Quyết chí, chị vị thấy chưa? Cụ quyết lòng niệm A Di Đà Phật đúng không cụ? Quyết lòng, chị vị thấy chưa? Phật A Di Đà đến nhất định theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc luôn đúng không? Chư vị thấy chưa? Chỉ có vậy thôi chư vị ơi, vãng sanh. Người Việt Nam chúng ta được cái may mắn chỉ làm như vậy thôi, tin tưởng làm như vậy thôi mà bây giờ không biết bao nhiêu người vãng sanh rồi. Con tin tưởng vững vàng rằng cụ Thiền Hiền mình cũng sẽ là một người đi theo A Di Đà Phật vãng sanh. Vui không cụ? Vui không cụ? Thấy không chưa vị? Thấy không? Bây giờ thôi để cho sư cô, sư cô có quyết lòng vãng sanh không sư cô? À, xin mời sư cô là khi mà cụ Thiền Hiền này mà khi mà yếu báo cho sư cô tới nhắc nhở niệm Phật cho cụ vãng sanh nha. Cụ niệm là ngôi bất khả cho người chư vị theo này, một lòng một dạ như điện đi như vậy. Chư Thiên Long Hộ Pháp mời tất cả đồng tu đến, mời sư cô đến các ngã âm thầm mời những người mà quyết lòng yểm trợ cho cụ, tất báo về cho cụ, đến cùng cụ y vãng sanh. Cụ Thiền Hiền ơi, thực sự cụ có một đại phước báo vô lượng vô biên mà không mừng sao được, phải không cụ? Có mừng không cụ? Chư vị ơi, có được tán thán Liên Hương Lương lại đâu đấy không nè, tán thán gia đình chư vị, tán thán cái tâm hạnh của cụ Thiện Hiền. Chư vị thấy hồi giờ mình cứ nghĩ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là cái gì xa vời,
nhưng mà bây giờ chưa bị thấy đâu. Đấy, bây giờ thực ra chưa bị thấy không? Thực ra là tình thái này đỡ cho thấy là cụ cứ chấp tay lại thôi, thấy không? Như vậy đây là biểu hiện cho cái tâm trí thành trí kính này. Có nhiều người tôi hỏi là làm thế nào gọi là trí thành trí kính? Từ đây nhìn vậy thôi chứ có gì đâu. Chứ vì thấy không, một cụ 87 tuổi đau bệnh yếu đi không được mà cứ vẫn chấp tay. Chứ vì có thấy những cái cục mà hộ điểm người ta vẫn chấp không? Có những người đau bệnh nằm trên giường ngồi đổ mở tay vẫn chấp, tức là trí thành trí kính như vậy. Thưa quý vị, cô đơn giản như vậy thôi mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải nghe pháp cao đạo diệu mà được vãng sanh đâu, đúng không cụ? Một lòng một dạ tin tưởng, một lòng một dạ quyết chí vãng sanh, một lòng một dạ đi về Tây Phương Cực Lạc, cụ được vãng sanh, đúng không cụ Thiện Hiền, đúng không? Bây giờ con nói cụ nghe, thí dụ như bây giờ hôm nay có một vị Bồ Tát tới tiếp dẫn cụ đi vãng sanh, cụ đi không? Không, hay quá. Hay không? Chứ chị mày thấy cụ có tỉnh táo không? Tỉnh táo. Nếu mà tỉnh táo gạt như vậy mà cụ đi là bị la rồi mà thấy cụ này. Có thấy rõ ràng chưa? Chị mày thấy rõ ràng chưa? Mình tu nhiều đời nhiều kiếp, mình tu dối sao không biết mà mình này, tôi chừng ra đi tôi theo Bồ Tát đâu không biết mà theo lạc đường mất tiêu rồi. Nhớ nhanh chủ, bây giờ hôm nay nha, có việc hỏi lại cậu nha, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn cụ đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc không? Đây nhắc nhớ cho chư vị rõ ràng. Chúng ta nhắc nhớ cho cụ Thiện Hiền, mà cụ Thiện Hiền là cô đang khai thị chúng ta. Chư vị ơi, muốn đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chỉ được đi theo A Di Đà Phật. Bây giờ con hỏi cụ nghe, A Di Đà Phật đâu rồi? Đây là cái hình đây đây, nhìn cho kỹ nha. Nếu mà có ở đây mà có tấm hình lớn rồi hay lắm anh chị vị nha. Đấy, nhớ mà thấy được, cụ thấy rõ tấm hình A Di Đà Phật được không? Thấy không? Đấy, đây là hay cả đây này, cô ơi, thấy không? Mình cứ luôn luôn một tấm hình này thôi nghe chưa vậy nha, để mà hướng dẫn cho cụ, không được đem tấm hình nào khác. Nhớ nha, Phật nào cũng là Phật cá, nhưng mà ngài có tương ứng với Đức Phật như thế này, cứ một hình như vậy mà hộ điểm cho cụ. Cụ chỉ đi theo một cái tấm ảnh này thôi, A Di Đà Phật nhất định ngài biết cụ đã chứng định chấp nhận đây là vị bốn tôn của cụ rồi. Ngài đã ứng hiện ra như vậy. Nghe cụ nghe, đi theo ngài đi, trở về Tây Phương Cực Lạc. Như vị thế này, không ai có quyền thay mặt cái vị này tới tiếp độ cụ đâu. Chư vị nhớ chưa? Cho nên một lần mình hộ niệm với nhau là nhắc nhớ với nhau là như vậy đó chư vị. Cho nên đi hộ niệm chung với nhau để chúng ta sẽ thấy cái hộ niệm rất là đơn giản, mà mình cũng thấy người vãng sanh thực sự là một cái chứng minh cụ thể cho cái pháp niệm Phật tuyệt vời. Cụ Thiện Hiền ơi, nhất định một đời này thôi mình làm phàm phu, hòa liệm khi mà liên cái thân phàm phu này nhất định làm Bồ Tát, đúng không cô? Bồ Tát Thiện Hiền ơi, cho con đánh lễ cụ đi cho rồi. Hay quá đi cụ ơi, mừng lắm chưa vậy ơi, mừng lắm chưa vậy. Bây giờ hỏi tất cả những vị đồng tu ở đây, có quyết chí là khi một đời này mình liên cái thân phàm phu chúng mình không thêm làm phàm phu nữa không? Quyết chí. Đi theo ai? A Di Đà Phật. Hay không chưa vậy? Chúng ta thấy không? Đấy, đó phải rõ ràng mà. Chứ vì sao? Tâm của cụ đã định. Rồi, quá rồi, đổi chỗ. Tức là cụ đã quyết định đi về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật cũng quyết định tới tiếp dẫn cụ. Chứ vì sao này? Cụ quyết chí không thèm ở đây nữa. Thì khi liền cái báo thân này, cụ đi theo A Di Đà Phật. Như vậy con hỏi cụ, khi
Cô nói lại nghe, giả sử như vừa nói như thế này, A-di-đà Phật liền tới để đón cụ, cụ đi liền không? Đi liền. Cụ thì liền, cảm ơn cụ thì liền, cụ đã khai thị cho chúng con. Cụ đã khai thị cho tất cả chư vị. Chư vị mà muốn bản thân tay phương được lạc nhất là phải lắng nghe những cái ý niệm của cụ cho nghe. Chư vị thấy không? Chư tổ nói mà đến đến khi mà cuối cùng rồi chỉ còn một câu A Di Đà Phật cụ thiền điểm là đủ rồi, mà lúc đó cũng quyết chí cho con về Tây Phương Cực Lạc là đủ rồi, là đủ tiêu chuẩn rồi. A Di Đà Phật liền đến tiếp dẫn. Cho nên cái pháp niệm Phật là cái pháp dễ lắm chư vị ơi, tuyệt vời lắm chư vị ơi, là cái phần thưởng tối gọi là tối thắng cho những người thành tâm chí thành chí kính như cụ tiền hiền. Chư vị thấy không? Liên Hương có thấy mừng không? Liên Hương đã có một người cha chuẩn bị để làm Bồ Tát. Chúng ta thấy đúng không chư vị? Đúng không? Chư vị thấy cụ thiền đi làm Bồ Tát, chư vị quyết làm đi làm Bồ Tát không? Quyết là quyết làm Bồ Tát, quyết làm của cụ. Bởi cụ quyết làm đây, cô đây, cụ bây giờ cụ dơ lên, cụ dơ lên, dơ tay cao lên đến đây. Đấy, chư vị coi này hỏi. Cái bệnh này cụ đâu có sợ nữa, cái thân này chết bỏ đi cụ đâu có sợ nữa. Con nói vậy đúng không? Cụ đúng rồi. Cụ sẽ tỉnh táo đến giây phút cuối cùng. Nhiều khi cụ mệt quá cụ nằm cũng được, nhưng mà xin thưa quý vị, cụ vẫn tỉnh táo. Người thành tâm chí thành chí kính được Phật lực gia trì. Chứ chư vị đừng thấy mà cô lúc đó cô mệt quá cô nằm cô thở phải vào nếu cô mới không mới đâu chứ. Tình thái này có niềm tin vững vàng như vậy, tâm mình chí thành, tâm mình quyết đi về Tây Phương Cực Lạc, Phật liền gia trì cho cụ. Chư hộ pháp gia trì cho cụ, cụ lại an lành mà cụ tính táo cụ vững vàng đi về Tây Phương. Chư vị có quyết là noi theo gương của cụ thì làm đúng như vậy không? Như vậy đúng rồi, không ngờ mình gặp được cái phương pháp hộ niệm này, mình thấy vui mừng, tới tiếng đưa từng người đi làm Bồ Tát, đúng không chị vậy? Cụ thấy cụ vui không? Nếu mà không có cái dịp này thì chúng ta cứ tiếng đưa những người đi con đường khổ nạn. Các ông thấy, trời ơi, tôi nói xin thưa chư vị không biết mà chưa vậy, nếu mà cụ thiền mà nói được, cụ nói lên những cái ý niệm của ngài, trong giờ phút này chúng ta thì thấy thấm thiết vô cùng, cụ nói được không điên điên được, không được. Bây giờ cụ nói với con đi, cụ thấy cụ con hoan hỷ vô cùng không cụ, cụ nói cụ lúc bằng tiếng nói của cụ đấy, chúng con nghe đi, nói đi cụ, nói đi cụ. Cho con dịch. À dịch nói đi. Ông thiền hiền ơi, thầy hỏi ông. Ông có vui không? Rất vui. Rất vui. Ông có cười được không? Hỏi ba thì hề cười. À, vui có cười lên không? Nụ cười vãng sanh đâu? Cười vãng sanh sao? Đấy. Đúng nghe rồi, nghe rồi. Rồi nói nè. Vui đi về Tây Phương thì bây giờ mình phải bỏ những cái buồn của thế gian này trước nghe cậu nha. Thế gian này chỉ là giả tạm mà thôi, đúng không cô? Một ngày, hai ngày nữa mình đi thế gian này còn gì nữa. Ở đây một ngày khổ một ngày. Còn cái đứa nào đi thì đi theo ba mình đi để về Tây Phương Cực Lạc, nhớ không? Con cái mà không đi thì cụ về Tây Phương Cực Lạc cụ cũng về cứu các con thôi, nhớ không? Hiểu chưa? Như vậy thì con cái ở nhà quyết là theo cụ nha, yểm trợ cho cụ nha. Dạ. Chịu không? Dạ. Bây giờ con hỏi cụ thiền hiền nè nha, giả sử như một đứa con mà nó không có hộ niệm cho mình có buồn không? Không buồn. Nay cái cụ rất buồn là con đủ tay rồi, không buồn. Nó không có hộ niệm cho mình không sao cả, tại vì nước chưa có duyên. Mình vừa trên đó thì những đứa con ngỗ nghịch này cũng là con của một vị đại Bồ Tát. Bồ Tát chỉ cần ngắt một cái phước nhỏ thôi cho đứa con nó thì đứa con nó cũng hưởng phước rồi, đúng không?
rồi từ từ mình cứu nó sâu. Như vậy thì không có gì buồn phiền hết, cậu chịu chưa? Rồi như vậy thì không còn gì vướng mắc ở cõi trần này, thì Ngài đi về Tây Phương rồi Ngài ơi. Xin chào với sư cô quyết tâm, sư cô cũng là một giống hồn niệm, đi hồn niệm với chúng con đi để mà cứu người bạn tranh nha sư cô nha. Dạ, rồi hay vô cùng cảm ơn. Sư cô này cũng đang tâm vô điểm của mình hả? Sư cô ở bên Anh Quốc Tuấn. À, bên Quốc Tuấn vậy? Nãy giờ con này cứ tưởng là sư cô ở bên chùa cổ. Là ở bên Quốc Tuấn, hay quá. Chú vị ơi, vô tình cái ban hộ điểm mình cứ nó lan lòng ra, nó nở lòng ra. Nhìn sư cô nha, ban hộ điểm mình chỉ một đường mình đi, cầu tin. Không cần cầu đàn, cái tin đó mới là cái quý. Là cái hạt nhân nó vô cùng là tốt đẹp để rồi sau cùng mình từ từ cứu người. Hãy người nào có duyên như cụ thiền hương này là có duyên lớn lắm rồi. Nhất định là ở chỗ Quốc Tuấn lên đây xa không? Ba tiếng máy bay. À? Không. Còn cái kia mấy anh mấy anh mấy tâm anh người học thêm lên bao nhiêu? Dạ 6 tiếng. Không sao. Như vậy thì bây giờ chúng ta những người nào ở đây nào ai là người là bác thiện nhân? Những người nào ai? Dạ, ban hồi niệm của chúng con là đang nấu ăn. À, đang nấu ăn ở đây. Ban hồi niệm này được mấy người? Dạ, 8 người. 8 người đủ. Được, cụ hiền bán tranh rồi. Cụ ơi, con đường bán tranh cụ trên cụ dưới thuận cụ đó cho vui không cụ? Quá niềm vui nè. Khi cụ Thiền Hằng ra đi, chư vị đã thấy khuôn mặt của cụ Thiền Hằng nó tươi, nó vui, nó đẹp. Khi ra đi rồi nó vẫn mỉm cười, chư vị thấy không? Một cái hiện tượng này nó vô cùng quý giá, chứ không phải là đơn giản đâu. Không dễ gì mà một người mà khi mà cuối cùng mà được cười ra đi đâu. Rõ ràng là cụ an định, cụ vui vẻ. Cụ đã thoát ra cái cảnh chết rồi. Cụ không còn chết nữa rồi mà cụ liền cái thân tàn tạ này đi lượm cái thân, lấy cái thân, nhận cái thân, thọ cái thân của một vị đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương. Con nói thật với ngài Thiền Hằng, cụ về đó rồi cụ thấy cụ có thương chúng con thì cụ cố gắng trở về đây nha, không giúp cho chúng con, kéo chúng con nghe không, cứu độ chúng con cùng về Tây Phương với ngài nghe không. Cụ chịu không? Chịu rồi, cụ đổ tay cho chú con ngồi đây. Cụ hứa rồi đến ngay như vậy, cụ về Tây Phương, cụ về là đây cứu mình. Như vậy những vị mà ban hộ niệm này phải quyết chí, phải thành tâm, phải tích cực yểm trợ cho cụ để cụ vãng sanh rồi cụ về mà cứu mình. Nhớ con Liên Hương. Mà cụ nhớ là cụ phải làm đó nha. Chứ cụ đâu có nói không được quên chúng con đó nghe. Nhớ không cụ? Nhớ không? Nhớ. Không ngờ cái pháp hồn niệm đó đơn sơ thế này. Nó cứu người mà chú vị. Nó cứu người mà cứu người đi làm Phật nữa chú vị ơi. Cụ Thiền biết không? Bây giờ cụ đây, cụ ở đây, cụ rung rung. Ban kinh thành phải không? Đúng rồi. Cụ rung rung không sao. Cái thân thể này, cái thân bất tịnh, rung sao rung, đi về Tây Phương không còn rung nữa đâu, đừng sợ, không có sợ gì hết. Như vậy nghe thấy con nghe, về Tây Phương không còn rung nữa đâu, thật sự. Mà cái lòng tin của cụ này, cái hoan nghĩ, cái tha thiết muốn bản thân của cụ này, cái cụ bản thân này, xin thưa thật với chư vị, đưa cụ từ một người phàm mà bỗng chốc thành một vị đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương, chờ ngày thành Phật. Hay quá cụ ơi, bây giờ cũng biết nói sao nữa. Bây giờ cũng thua rồi, tại vì bác thành tựu trước thầy rồi. Nói rằng chuẩn bị không? Ở đây không biết ai là ngon, ai là dở, mà người nào vãng sanh trước là người đó ngon. Ai là người vãng sanh trước trong chúng ta đây? Mình nghĩ đi, ai là người có hy vọng vãng sanh trước mình đây?
Bác thì hiền. Ai là người mà coi như thành Bồ Tát trước mình đây? Là cũng Thiên Nhiên luôn. Ai là người thoát khổ trước mình đây? Cũng là Thiên Nhiên luôn. Ai là người không còn buồn phiền trước mình đây? Là cũng Cụ luôn. Tất cả đều là Cụ hết. Chứ giờ mình thua Cụ. Bây giờ hỏi một câu nữa. Thí dụ như Cụ ra đi rồi thì hỏi chư vị chứ, ai là người mà cái thọ mạng lớn nhất trong chúng mình đây? Cái cấu thủ thì sao mà cô hay dữ, cô may mắn dữ vậy. Bây giờ như vậy cô có thấy là cô thấy cái niềm mà niềm hoan hỷ, cái niềm mà tươi vui, mà cái niềm mà đại phúc lạc nó đang đến với cô không? Không cô, cô tiên hiền đúng không? Đúng không cô? Đúng không? Vậy bây giờ xin cụ bây giờ cụ rửa đầu cụ cái cụ dám không, để cụ nước hứa là khi cụ về Tây Phương Cực Lạc rồi đó, cụ nhất định là phải về đây đón cụ đi theo cụ nhớ nha cụ nha, chịu không? Chịu không cụ? Giờ nắm tay cho, giờ cụ nắm tay, cụ nắm tay cho cụ thiệt chặt đi, đây cụ nắm tay thiệt chặt đi, cụ hứa nè, khi đi về Tây Phương Cực Lạc tôi không quên chư vị. Cụ nói đi, cụ nói rõ đi. Khi về Tây Phương Cực Lạc tôi không quên chư vị. Đây. Bây giờ cô nói lại nha, cô nói lại nha. Khi tôi về Tây Phương Cực Lạc tôi sẽ cứu chư vị. Để chư vị cũng được vãng sanh như tôi. Rồi chúng ta cùng đi làm Phật. Hay quá. Nhớ là cậu hứa như vậy là cậu phải làm đấy nha. Không được nha. Nhưng mà chuyện thực, khi mà cậu trở về Tây Phương Cực Lạc rồi, cậu phải cứu bà con thân nhân. Chỉ cần cậu về Tây Phương Cực Lạc là vô lượng bà con thân nhân của mình thoát nạn, vô lượng chúng sanh đang chờ tới cậu cứu. Cụ thấy không? Cụ đừng có sợ. Cụ ở đây thì có một mình thôi. Cụ thấy khó. Chứ về Tây Phương Cực Lạc rồi thì cụ có cái năng lực là thiên bá ức hóa thân. Cụ có người, trời ơi, cụ có vô lượng vô biên chúng sanh. Chứ cụ thấy không? Chứ cụ. Chúng ta, tất cả chúng ta đều là Phật. Là nói là cái tâm của chúng ta đều là Phật. Nhưng mà chúng ta còn tham chấp ở đây, chúng ta còn buồn phiền ở đây, chúng ta còn khổ sở ở đây, chúng ta còn lo lắng ở đây, chúng ta không làm Phật được. Các cụ có thấy rõ ràng chưa? Còn cụ Thiện Hiền thì sao? Con cái hộ niệm thì cụ cảm ơn, không hộ niệm cụ cũng cảm ơn luôn, cũng buồn. Con nói vậy cụ nghe rõ ràng không? Rồi người hàng xóm tới hộ niệm cho mình cụ cũng vui, mà không hộ niệm cụ cũng vui luôn. Đúng không cụ? Rõ ràng chưa? Chư vị tới đây hộ niệm người nào, người cụ cảm ơn người đó. Không, mà không hộ niệm thì cũng không sao. Một người, hai người, tám người là đủ đưa cho cụ vãng sanh rồi. Cụ vãng sanh xong thì cụ được quyền đi cứu người thương mình, cụ cũng cứu luôn. Đúng không cụ? Người ghét mình, cụ cũng cứu luôn. Đúng không cụ? Cái tâm của cụ sao mà hại hả? Qua rồi, sự mi rồi. Chư vị ơi, thấy không đi. An vui thanh tịnh là ở chỗ này. Rồi cô thấy không? Đó, ngộ đạo hay không là ở chỗ này. Thấy không này? Giải gọi là giác ngộ hay không là ở chỗ này, chứ không phải ở chỗ nào khác. Cụ Thiện Hiền không còn gì lý luận cả. Cụ Thiện Hiền chỉ quyết tâm đi về Tây Phương. Cụ là người đại giác ngộ. Trong cái vùng chúng ta là cụ là đại giác ngộ trước đây. Cụ là người coi như là gọi là đại trí huệ trong chúng ta đang, mà chúng ta không hay. Đúng chưa vị? Nhưng mà chứ vị có hứa là theo gương của cụ Thiện Hiền chúng ta cũng biết đại giác ngộ không? Rõ ràng không? Đúng không chư vị? Đại giác ngộ là sao? Bây giờ chư vị nhắc lại đi. Thế nào gọi là đại giác ngộ? Họ nói đi. Ai nói trước đi. Quyết lòng nhẹ. Quyết lòng nhẹ. Đại giác ngộ.
Đại trí huệ là gì? Là tin tưởng lời Phật dạy, niệm Phật trở về Tây Phương là đại trí huệ. Tại vì bây giờ về Tây Phương nhất định là ai cũng trở về chân tâm, chân tính thành Phật mà không đại trí huệ gì nữa. Đại từ bi là ở đâu? Cũng là niệm Phật trở về Tây Phương, chứ còn thành tựu cái bước này. Con cái cộng cư, thân bằng quyến thuộc cộng cư, tổ tiên ông bà mình trước đây đi con đường khổ nạn đang chờ mình cứu, mình cũng cứu được. Cụ thiền có thấy lợi lạc vô biên không cụ? Lợi lạc vô biên không? Cụ thấy không? Lợi lạc vô biên không? Nói đây. À gì là con bây giờ cụ nói với con nha. Con quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói đi cậu. Con quyết lòng đi theo A Di Đà Phật để vãng sanh. Đi theo A Di Đà Phật. À, đấy, đó là đi. Con nhất định không đi theo bất cứ một vị nào khác. Đấy, rõ ràng chưa? Rõ ràng chưa? Con nhất định thành Phật cứu độ vô lượng chúng sanh. Một cái tâm này thôi, một lòng chí thành này thôi. Trong kinh Phật nói A Di Đà Phật phóng quang gia trì, chư Phật đang hộ niệm cho cụ mà chúng ta không hay, chư Bồ Tát ấn tông bảo vệ cho cụ. Một người bình dân ngồi bình thường đang rung rung tay như vậy mà được chư Bồ Tát gia trì, cái đó là sự thật đấy chư vị. Chư hộ pháp bảo vệ cho cụ an nhiên đi, cụ quyết lòng niệm Phật, nhất định cụ sẽ vượt qua tất cả ách nạn để vãng sanh. Liên Hương đâu rồi? Thấy có vui không con? Dạ, vui quá chừng. Con gái kìa thầy. Con gái đâu rồi? Con gái tên là gì? Diệu Bảo. Diệu Bảo, Diệu Bảo có quyết lòng hứa với cha mình là con sẽ bảo vệ cho cha, hộ niệm cho cha vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói lớn lên đi thì Diệu Bảo. Dạ, con lại nói lớn. Dạ, lớn phải không? Dạ, con gái lại nói đi. À, nói với bà, nói với bà. Ừ, nói lớn lên cho cha nghe đi. Nói lớn lên cho cha nghe. Dạ, con quyết lòng niệm Phật cùng thằng ba để hộ niệm cho ba. Để ba vãng sanh. Để ba vãng sanh. Rồi. Ba có vui không ạ? Ba có vui không? Bây giờ con nói rồi thì bây giờ ba mới nói cho. Ba quyết định vãng sanh, con yên chí nhé. Nói đi. Con yên chí nhé. Thấy rõ ràng chưa? Thưa với chưa vậy? Bây giờ còn gì đó nói nữa đâu. Bà hơi đứng lại. Tất cả đều là như vậy thôi. Con xin chúc mừng cho cụ Thiện Hiền. Tinh hải này chúc mừng cho cụ Thiện Hiền. Tâm hạnh, lời nói, ý niệm gì của cụ hôm nay, cụ giữ vững từ cái lúc ngồi trên cái xe lăn này, rung rung cái tay chắp lại, cho đến lúc cụ nằm xuống, trút hơi thở cuối cùng. Nếu mà tâm hạnh vững vàng như vậy, cụ không còn chết nữa, mà cụ thấy cái thân này dễ quá, đến lúc đó cụ liền cái thân đi theo A Di Đà trở về Tây Phương. Cụ sẽ biểu diễn cho tất cả mọi người thấy là cái pháp Phật vi diệu bất khả tư nghị. Cụ chứng tỏ cho mọi người thấy là cuộc đời này là đại khổ, và tín nguyện hạnh của cụ vững vàng, cụ được thoát khổ, đắc được cái lợi lạc vô biên là cụ đi làm Phật trước mắt chư vị. Cụ ơi, cụ quyết chí đi làm Phật nha, hiểu không? Qua thôi, bây giờ chúng ta chỉ bây giờ chỉ có niệm Phật với cụ thôi, chứ không còn gì mà để nhắc nhở cho cụ nữa. Tinh hải này rất là quan hệ, tinh hải này quá sức quan hệ để mà những lời nói những lời này với cụ. Mong rằng tất cả những người mà nghe được cái lời này
mỗi người chúng ta đều phát cái tâm dũng mãnh, tự mình dũng mãnh, tự mình tin tưởng, tự mình niệm Phật, tín hạnh nguyện vững vàng bất thôi. Chư vị đồng ý không? Đồng ý. Một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sư cô đồng ý không? Như vậy thầy cũng đồng ý luôn. Bây giờ người Liên Hương có muốn nói gì với ba không? Nói đây. Tôi dự báo. À, dự báo. Dự báo đây, dự báo người đây Liên Hương mà. Đó là ban hồi niệm. Liên Hương là ban hồi niệm. Ca đầu tiên Liên Hương nhận. Hả? Đây là ca đầu tiên Liên Hương nhận từ cái lúc ban hồi niệm một người. Còn dự báo là người thứ nhì. Mà là cô gái. A Di Đà Phật, ông Thiện Hiền ơi. Ơi, ông có biết ai vừa khai thị cho ông không? Thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Này, quen với cụ lâu lắm rồi. Ông nói Diệu Âm đến khai thị cho ông. Rồi, được rồi, khả thị rồi. Ông nha. Rồi, được không? Được. Quá. Rồi, hay, bây giờ mời thầy niệm Phật với ba bà. Bây giờ mình niệm Phật, mình niệm Phật cụ nha. Bây giờ niệm Phật nha. Hồi giờ chúng ta niệm Phật như thế nào, cụ thích niệm Phật như thế nào? Xen kẽ. Ông cứ niệm theo thôi. Nhưng mà ông xác quyền bản sanh trước. Rồi ông biết không? Bây giờ hồi giờ ai mà thường chưa ngon họ niệm đi cụ. Cái người xác như nào cứ làm giống như vậy đi luôn đi nha. Thầy tầm lập theo nha. A Di Đà Phật, ông niệm Phật một thời với thầy nha. A Di Đà Phật, bây giờ con mời ông phát nguyện vãng sanh nào. Ông chắp tay phát nguyện vãng sanh nha. Xin Phật sao? A Di Đà Phật. Ông xin Phật sao? Đúng rồi, xin Phật sao? Rồi, giọng A Di Đà Phật, ông ơi, mời ông niệm Phật nha. Cố gắng lên. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật. Nguyễn Văn Thiên. Nguyễn Văn Thiên. Nguyễn Văn Văn, Văn Thiên. Thiên. Thiên là trời đó. Thiên là trời đó. Thiên trời rồi. Dạ, pháp danh Thiện Nhiên. Bây giờ là sẵn cái câu này là tình nãy này cậu xin điều giải cho cụ luôn nha không? Dạ, tức là mình cũng thành tâm là khẩn nguyện chư vị trong cái pháp giới, nếu mà các ngài có hiện ngôi đền ở đây, có cái duyên với cụ Nguyễn Văn Thiên, pháp danh là Thiện Hiền, mong chư vị cũng ngộ ra con đường giải thoát để mà hỗ trợ tích cực cho cụ để cùng bản thân tại phương Thượng Lạc, đúng không chư vị nha? Rồi cụ ơi, cụ Thiền ơi, trong cái cơ duyên gặp cụ này, con cũng có cái ý nguyện là muốn thỉnh nguyện tất cả chư vị trong pháp giới đồng lòng đồng sức hộ niệm yểm trợ cho cụ con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cụ vui không? Mình hôm nay là biết tu, nhưng mà khi trước khi biết tu là mình cũng có nhiều điều sơ suất, cụ đồng ý với con không? Cái nghiệp trước, ví dụ nó ứng hiện rõ ràng là thấy, cụ thấy rung rung không? Tất cả đều là nghiệp cả, tất cả đều là nhân quả của chính mình. Thấy những hiện tượng này thì cụ mới thấy rõ ràng là chính mình đã từng vì mê, vì sơ ý tạo nghiệp, đúng không? Mà sinh ra như vậy. Bây giờ khi mà ứng hiện ra như vậy là thực sự mình phải chấp nhận đó là lỗi lầm của mình, cụ thấy đúng không? Con nói gì đúng không? Hoan hỷ vui vẻ chấp nhận và quyết lòng là sám hối nghiệp chướng và quyết chí là một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc với mục đích cao cả là cứu chúng sanh, cứu tất cả những người mà trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như trong đời này mình sơ ý náo loạn làm hại họ, đúng không cụ? Mình về Tây Phương, mình thành Bồ Tát với mục đích là cứu chúng sanh, gọi là vô biên chúng sanh thệ nguyện độ. Đây là lời nguyện của Phật. Và người mình khi về Tây Phương Cực Lạc thì mình sẽ thành là một vị bất thối Bồ Tát để chờ ngày thành Phật, thì mình mới có tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Và những vị mà mình đã sơ ý làm hại họ, họ đau khổ gì mình nhất định mình thương hại họ, mình quyết chí không thể nào mà mình trốn họ được, nhưng mà mình vì thương chúng sanh mà vãng sanh để cứu độ chúng sanh. Cụ đồng ý với con không? Cụ thấy là cái tâm hành của cụ hải hà, cái lòng từ bi của cụ bây giờ không còn gọi là nhỏ nữa, mà là một người có cái tâm đại từ đại bi. Đại từ đại bi vì thương chúng sanh mà chúng ta đi làm Phật có chư vị. Tại vì không có một vị Phật nào mà không cứu chúng sanh, không một vị Phật nào mà không vì cái nỗi khổ chúng sanh mà các ngài tận sức ra để mà cứu, đúng không chư vị? Hiện tại bây giờ ở đây thì cụ Thiện Hiền này vẫn còn là phàm phu, muốn cứu chúng sanh cứu không được, muốn trả nợ là trả nợ nhân quả sai lầm trả không được, muốn cứu nạn chúng sanh không cứu được một người, mà nhiều khi chính cái nạn của mình cũng đang phải chịu, làm sao cứu được? Chỉ có đi về Tây Phương Cực Lạc thì mình cứu được mình, cứu được mình thành Phật rồi thì cái tâm Phật này đi cứu tất cả chúng sanh vô lượng vô biên chúng sanh. Cậu thấy
có cao cả không, có quý hóa không. Thôi bây giờ như vậy là tỉnh hải, bây giờ thay cụ điều dạy tất cả chư vị, mong tất cả thấy rõ cái lòng thành của cụ mà chúng ta cùng quyết lòng xóa bỏ hận thù. Chư vị có đồng ý không? Chư cô có đồng ý không? Ngay cả trong mỗi người chúng ta, ai cũng có người thương, ai cũng có người ghét. Chúng ta nghe những lời này nhất định chúng ta cũng buông tất cả oán chấp ra, không còn vướng vào cái sự tranh chấp với nhau nữa. Người thương mình cũng thương luôn, đúng không chư vị? Người ghét mình cũng thương luôn. Người buồn mình cũng vui luôn, đúng không chư vị? Con nói vậy đúng không thưa cô? Tất cả đều do cái tâm của mình mà giải nạn cho mình. Con nói vậy vậy cô đúng chưa? Thôi bây giờ xin chư cô cùng tất cả chư vị mình thành tâm mình đứng lên nha. Mình chắp tay mình khẩn nguyện chư vị trong tâm giới cầu nguyện cho chư Thiên Long Hộ Pháp, chư Phật gia trì, chư Phật gia trì cho cụ Nguyễn Văn Thiên, đúng không? Pháp danh là Thiện Hiền. Bây giờ tình hải này cũng xin là đại diện cho cụ cũng nói thiệt rõ nghe, thiệt to nghe cụ nha, để cụ nghe luôn nha. Rồi xin chư vị mình chắp tay lại, mình cứ hướng về Phật rồi chúng biết làm sao nha chư vị nha. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tình hải con có duyên lành đến đây hộ niệm niệm Phật cho Phật tử Nguyễn Văn Thiên, pháp danh Thiện Hiền. Kính thưa chư vị, trong pháp giới có duyên trong cuộc hội tập này, xin chư vị hãy nhìn là một người phàm phu như Phật tử Nguyễn Văn Thiên, pháp danh Thiện Hiền. Phàm phu mà biết giác ngộ, đang niệm Phật trở về Tây Phương, cũng chính vì cái lòng thành tâm sám hối tất cả những tội chướng của mình đã gây ra cho chúng sanh trong pháp giới. Xin thưa với chư vị, đã là phàm phu nhiều đời nhiều kiếp, ai mà không mê mờ, ai mà không vùng dậy, ai mà tránh khỏi sơ suất. Chính vì cái mê mờ sơ suất này mà chúng sanh cứ tạo tội chướng, làm khổ cho nhau và chấp vào đó mà đời đời kiếp kiếp không ai thoát vòng sanh tử khổ nạn. Nhưng hôm nay cụ Nguyễn Văn Thiên, pháp danh Thiện Hiền, giác ngộ, đang thành tâm sám hối, niệm Phật trở về Tây Phương. Chư vị ơi, niệm Phật để trở về Tây Phương chính là niệm Phật xả bỏ, liền đi cái tâm phàm phu chấp trước, liền đi cái thân phàm phu nhơ bẩn, trở về chân tâm tự tánh của mình mà thành đạo. Phật dạy chân tâm tự tánh của mỗi người chúng ta là một đức Như Lai. Chỉ vì phân biệt chấp trước vào những cảnh vô thường giả tạm, mê mờ mà chịu nạn từ đời này qua đời khác. Nếu chúng ta nghe lời Phật dạy ngộ ra chính cái chân tâm của chúng ta là một đức Như Lai, chúng ta mạnh dạn buông tất cả tình chấp ra, cùng nhau niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì lời đại thệ của đức A Di Đà, chúng ta chỉ cần niệm 10 danh hiệu của ngài cầu sanh Tây Phương Cực Lạc rồi buông cái thế giới này ra đi,
Ngài sẽ đưa ta về Tây Phương một đời thành đạo. Kính mong chư vị trong pháp giới hữu duyên với cái pháp hội này, hữu duyên với Phật tử Nguyễn Văn Thiên pháp danh Thiện Hiện, hữu duyên với con đường siêu sanh tịnh độ để một đời thành Phật, thì xin chư vị hãy vì thương lấy cái huệ mạng của mình, quyết lòng buông đi tất cả những tình chấp, quyết ly xa những cảnh đời khổ nạn, quyết khai trừ những cái cảnh giới tối tăm mà mình đang tỏ hưởng. Hãy quyết đi niệm Phật lên chư vị, hãy niệm câu A Di Đà Phật mà trở về Tây Phương, thì trong một cơ hội này chư vị có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong một đời này chư vị cũng được đi về cảnh giới an vui cực lạc, không còn sanh, không còn tử, không còn phiền não nữa, mà sống trong cảnh an dưỡng thành đạo vô thượng, thần thông đạo lực nhiếp màu, cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Tịnh nay này xin cúi đầu khấn nguyện tha thiết cầu mong cho chư vị sớm gặp được A Di Đà Phật, sớm ngộ ra con đường giải thoát của Phật dạy, sớm niệm A Di Đà Phật đi để được Ngài đưa về Tây Phương thành đạo.